Lời khai sốc của nữ nghi phạm dùng xăng và bình ga cướp ngân hàng lấy đi hơn 2 tỷ. Từng tham gia các chương trình game show với mong muốn được nổi tiếng để làm giàu nhưng thất bại, Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê Bắc Giang, thiếu nợ chồng chất nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ. Theo lời khai ban đầu, với mong muốn được nổi tiếng để làm giàu nhanh chóng, Thắng dùng tiền đầu tư vào kênh YouTube, tham gia các chương trình game show để khán giả quen mặt. Tuy nhiên, dù đầu tư khá nhiều tiền, nhưng Thắng vẫn không đạt được thành công. Trong khi đó, nợ nần chồng chất, không có tiền trả nên thời gian gần đây, Thắng nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Khoảng 12 giờ 30 ngày 10 tháng 10, Thắng mặc áo khoác dài tay, đeo khẩu trang, mắt kính, đội mũ bảo hiểm đi trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, rồi vào ngân hàng Techcombank. Khi bị bảo vệ chặn lại, Thắng nói vào trong lấy đồ để quên rồi ra ngay. Tuy nhiên, Thắng đi thẳng lại quầy của một nữ nhân viên ngân hàng, rồi đặt túi màu hồng có chứa nhiều bình ga mini, xăng, dây đèn nháy lên quầy và lớn tiếng đe dọa là bom. Tiếp đó, Thắng đổ chai xăng ra sàn, cầm đèn khò, dọa phóng hỏa và yêu cầu nữ nhân viên bỏ khoảng 2,1 tỷ đồng vào túi của mình. Sau khi lấy được tiền, Thắng cột cửa ngân hàng, rồi ra ngoài lên taxi rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi trích xuất hình ảnh camera, thu nhập chứng cứ, các trinh sát bám theo các dấu vết và xác định được nữ nghi can đang ở trong trung tâm thương mại ở quận Bình Tân nên tiến hành theo dõi. Nữ nghi can sau khi vào trung tâm thương mại đã thay quần áo, mua vali đựng tiền rồi tiếp tục di chuyển đến trung tâm thương mại khác thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ sau gần 3 giờ gây án. Thank you.